Minh Tuấn và An Nguy công khai tình cảm, dũng cảm hay thô lỗ? Việc Kiều Minh Tuấn và An Nguy công khai có tình cảm với nhau khiến dư luận phân chia làm hai luồng ý kiến trái ngược. Một bên ủng hộ hai người nói lên tình cảm thực sự, một bên chỉ trích cả hai quá lỗ mãng, không suy nghĩ đến cảm xúc của người khác, đặc biệt là Cát Phượng. An Nguy xuất thân là một vlogger, tức là người làm nhật ký bằng video và chia sẻ trên mạng xã hội. An Nguy từng có được không ít fan hâm mộ, hằng ngày dõi theo hoạt động và sản phẩm của mình. Chỉ nhờ việc ngồi trước máy quay và nói ra những điều bản thân nghĩ. Cô còn nổi tiếng với lối suy nghĩ thẳng thắn và cách trình bày vấn đề bộc trực, không hề né tránh. Và có lẽ An Nguy đã đưa thói quen này vào chuyện thổ lộ tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Trong chuyện tình cảm, việc An Nguy và Kiều Minh Tuấn dám thừa nhận cảm xúc của mình với đối phương có thể coi là một hành động dũng cảm. Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng tuy đang hẹn hò, nhưng xét cho cùng, họ chưa thành vợ chồng. Như vậy An Nguy luôn có cơ hội. Hơn nữa, việc dám nói ra cảm xúc thật không chỉ công bằng với chính họ mà còn cả với Cát Phượng. Chắc hẳn không người phụ nữ nào muốn bạn trai của mình có tình cảm với người thứ ba mà cứ lén lút giấu giếm. Nhất là khi Cát Phượng cũng từng nghe không ít lời gièm pha về mối tình cách biệt tuổi tác với Kiều Minh Tuấn. Nữ diễn viên có quyền được biết nếu Kiều Minh Tuấn không còn lòng với cô. Tình cảm chân thành không có lỗi, nhưng việc An Nguy và Kiều Minh Tuấn có nhất thiết phải thổ lộ tất cả trước báo chí, truyền thông hay không lại là câu chuyện khác. Tình cảm vốn là chuyện của hai người, nhưng có vẻ An Nguy và Kiều Minh Tuấn muốn biến nó thành chuyện của công chúng. Nếu thực sự họ trót có tình cảm với nhau và muốn tỏ rõ lòng mình, thì có nhiều cách khác vẹn toàn hơn. Sau khi thừa nhận có rung động với An Nguy, Kiều Minh Tuấn khẳng định tình yêu của anh với Cát Phượng vẫn còn, và chính Cát Phượng cũng cho biết cả hai vẫn chưa đường ai nấy đi. Kiều Minh Tuấn sau cùng đã chọn người bạn gái lâu năm, còn với An Nguy chỉ là cảm xúc nhất thời do quá nhập tâm vào nhân vật. Nếu đã như vậy, việc nam diễn viên phim Em Chưa 18 và An Nguy công khai chuyện tình cảm trên mặt báo trở thành một hành xử thô lỗ không hơn không kém. Một cách đàn ông và tinh tế hơn, Kiều Minh Tuấn hoàn toàn có thể hẹn gặp cả hai người phụ nữ và trò chuyện về những rung cảm trải qua, thay vì để Cát Phượng một mình đối diện với ánh nhìn thương hại lẫn soi mói của dư luận. Cuối cùng, mục đích của Kiều Minh Tuấn và An Nguy là gì nếu không chỉ đơn thuần là bày tỏ tình cảm? Nhiều người lập tức nghĩ ngay đến dự án phim chung sắp ra mắt của cả hai. Nghi vấn cặp diễn viên đang dùng chiêu trò để thu hút sự chú ý cho bộ phim mới được đặt ra. Phim giả tình thật thường là chiêu PR được sử dụng để tạo ồn ào cho các bộ phim tình cảm. Nhưng nếu thực sự tất cả màn kịch này chỉ nhằm mục đích kéo khán giả ra rạp thì quá đáng thất vọng. Chuyện tình của Kiều Minh Tuấn với lời hứa đầy cảm động như sẽ đút cơm cho Cát Phượng, sẽ lo cho Cát Phượng an nghỉ, khiến mọi người ngưỡng mộ, bỗng nhiên bị đem ra làm trò đùa, làm chiêu trò quảng bá phim. Khi bộ phim ra mắt cũng là lúc tấn kịch hạ màn, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng sẽ còn gì ngoài hình tượng đẹp đẽ trong lòng khán giả đã vỡ vụn chỉ để đổi lại doanh thu cho một bộ phim. Kiều Minh Tuấn lên tiếng cực choáng, tôi không nghĩ tới một đám cưới với Cát Phượng. Mới đây trong một cuộc phỏng vấn, khi được phóng viên hỏi, sau khi đóng chung Chú ơi đừng lấy mẹ con, bạn và An Nguy đang bị tin đồn phim giả tình thật bởi những quan tâm săn sóc mà hai người dành cho nhau, đặc biệt là cảnh hôn nhau giữa hai người. Trên phim trường, An Nguy là một bạn diễn như thế nào? Kiều Minh Tuấn cho biết, đôi lúc ăn ý, đôi lúc không. Đúng, không ăn ý là lúc tâm lý cô ấy không giữ vững được liên tục và tôi, bạn diễn chung phải hỗ trợ và giúp bằng cách nuôi tâm lý cho An Nguy. Cảnh hôn nhau cũng vậy, lúc đầu An Nguy rất ngại và là diễn viên, mình sợ điều đó. Vì vậy, cả hai phải tạo cảm xúc cho nhau bằng cách những lúc không quay thì tập. Còn tương tác của Tuấn với hai diễn viên nhí thì sao? Hai bé dù nhỏ nhưng cũng từng có kinh nghiệm đóng phim nên không có quá nhiều vấp pháp, chỉ duy nhất những cảnh cảm xúc dâng trào thì phải đợi hoặc hỗ trợ cho hai bé nuôi tâm lý. Kỷ niệm nào Tuấn nhớ nhất ở phim này? Đây là một đoàn phim ấm áp với rất nhiều kỷ niệm thật khó để kể ra, nhưng Tuấn thực sự cảm phục sự hy sinh của các diễn viên nhí. Đóng vai ba của bé Diệp Anh, Tuấn nhớ nhất cảnh bé Diệp Anh chạy ra ngoài, vấp ngã, chảy máu ở đầu gối. Thế nhưng bé vẫn nói với đoàn phim là không sao đâu, cả đoàn cứ tiếp tục quay đi, rất trân quý. Trong Chú ơi đừng lấy mẹ con, cuối cùng thì tất cả đều kết thúc có hậu. Ngoài đời, mọi người mong chờ cái kết có hậu hơn là một đám cưới giữa hai người, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng. Sau nhiều năm bên nhau, bạn có nghĩ tới một đám cưới? Không, Tuấn không nghĩ tới. Vì sao? Không nghĩ tới thì không nghĩ tới chứ Tuấn biết nói sao giờ. Trong chương trình Sao ánh hào quang,
Các Phượng có chia sẻ rằng một lần đi xem bói, thầy bói nói rằng cô không bao giờ được mặc áo cưới, vì nếu mặc, cô sẽ chẳng bao giờ được sống với người ấy trọn đời. Bạn nghĩ gì về điều này? Chắc cũng vậy, Tuấn không quan tâm tới chuyện đó lắm. Tuấn chỉ quan tâm duy nhất một điều, mỗi ngày sống được tới đâu thì hạnh phúc tới đó thôi, không nghĩ xa. Ngoài tham gia bộ phim này, nghe nói vào cuối năm nay, cặp đôi Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng còn định đầu tư sản xuất một bộ phim điện ảnh với nội dung khá tương đồng với cuộc đời mình. Cũng không khá giống ngoài đời lắm, hiện kịch bản phim còn đang trên đường sửa chữa, nên Tuấn cũng chưa dám chắc về nội dung để tiết lộ. Tuy nhiên nội dung sẽ xoay quanh chuyện tình yêu, gia đình và ngoài việc sản xuất, Tuấn cũng tham gia đóng luôn trong phim, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm. An Nguy nhận được tình yêu của Kiều Minh Tuấn, nhưng cái Cát Phượng nhận được lại là... Ai cũng biết, Kiều Minh Tuấn và An Nguy cùng hợp tác trong dự án phim mới sắp ra rạp, kiểu lùm xùm tình cảm này cũng không mới mẻ gì. Nhưng thái độ lấp lửng của tất cả mọi người khiến cho công chúng bỗng rất thương Cát Phượng. Bởi mối tình Kiều Minh Tuấn Cát Phượng đang được ngợi khen là thế. Chẳng lẽ vì một dự án phim mới ra mắt hay vì những biến cố tình cảm thực sự mà người hy sinh nhiều hơn lại là phụ nữ? Cát Phượng đã một lần dàn dở với diễn viên Thái Hòa. Sau hôn nhân, mối quan hệ của hai người vẫn bình thường. Nói về chồng cũ, Cát Phượng vẫn dành cho anh sự tôn trọng. Yêu nhau 4 năm nhưng chia tay sau 7 ngày thành hôn. Thái Hòa, Cát Phượng khiến giới nghệ sĩ thời đó rất sốc. Nhiều người đồn đoán với những lý do khác nhau. Giờ đây nhìn lại, Cát Phượng thừa nhận mình đã sai vì vò đoán vội vàng để phải ân hận mãi mãi. Cát Phượng từng tâm sự, cảm ơn Thái Hòa vì đã giúp tôi lớn lên. Tôi mang nợ Thái Hòa suốt đời vì đã khiến anh tổn thương quá nhiều. Sau đó rất lâu, người ta mới thấy Cát Phượng sánh đôi cùng Kiều Minh Tuấn. Trẻ hơn chị khá nhiều về tuổi đời, tuổi nghề. Và lúc đi cùng bên Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn chỉ mới là diễn viên chuyên trị vai phụ, chịu khó gây cười cho khán giả. Người ta bảo Cát Phượng có số phượng phu, nên những người đàn ông bên cạnh chị đều phất lên trong sự nghiệp nhanh chóng. Dẫu không còn ở bên Thái Hòa nữa, nhưng Thái Hòa từ sân khấu kịch đã trở thành ông hoàng phòng vé Việt với rất nhiều sự yêu mến từ khán giả. Nhất là đến bây giờ, danh xưng ấy cũng chưa bị lung lay. Dù lớp diễn viên mới trẻ trung hơn rất nhiều, Kiều Minh Tuấn vài năm trước chỉ đóng những vai phụ, gây cười, có lúc lố, nhưng chỉ một bước đóng chính tại Em Chưa 18, kỷ lục phòng vé Việt Nam 2017 đã lên hàng kép chính, gương mặt được săn đón của điện ảnh hiện nay. Cũng không đẹp trai bóng lộn, cũng vất vả trải qua nhiều năm thăng trầm, nghiệp diễn, Kiều Minh Tuấn có duyên riêng, diễn xuất tự nhiên và có cố gắng. Lên hàng năm chính, chắc chắn là sự nỗ lực không nhỏ từ chính anh. Nhưng phần nào đó, cái tên Kiều Minh Tuấn cũng được biết đến nhiều hơn là ở chỗ bạn trai của diễn viên Cát Phượng. Bất chấp tuổi tác chênh lệch, họ yêu nhau và ca ngợi nhau trước báo giới. Họ chia sẻ với nhau nhiều chuyện, thậm chí cả câu chuyện mong có con chung cũng được đưa ra nói trước đông người. Tình cảm có thể đi bao lâu không ai nói trước. Nhưng khi đang tham gia dự án phim mới với An Nguy, gia đình Cát Phượng vướng lùm xùm bị chen bởi người thứ ba. Mọi ánh mắt dồn về phía Cát Phượng. Người ta không khó để phát hiện ra An Nguy về quê Kiều Minh Tuấn ở Vũng Tàu chơi trong dịp lễ. Trong khi đó, Cát Phượng một mình ở lại Sài Gòn. Trên Instagram, An Nguy cùng nam diễn viên Em Chưa 18 còn đăng tải những khoảnh khắc trùng hợp khiến lời đồn càng lan rộng những ngày gần đây. Về phía Cát Phượng, cô vẫn một mực khẳng định giữa cô và Kiều Minh Tuấn vẫn hoàn toàn bình thường. Việc ít tương tác là do cả hai nhắn tin chứ không comment qua lại những status được đăng tải công khai. Nói về thông tin này, cô khẳng định đó chỉ là tin lá cải và An Nguy không có tội, đừng nghe những lời tào lao mà trách cô ấy. Nhưng từ phía An Nguy lại rất lấp lửng. Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1987 cũng đã đăng tải một dòng trạng thái bằng tiếng Anh với nội dung đầy ẩn ý Be kind always, tạm dịch, hãy cư xử tử tế, luôn luôn nhé. Kèm theo hình ảnh về câu nói mà cô sưu tầm có nội dung. Chúng ta thường xuyên đánh giá thấp sức mạnh của một cái chạm tay, một nụ cười, một lời khen, một đôi tai biết lắng nghe, một lời khen thật lòng hay đơn giản là một cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt. Nhưng tất cả những điều đó lại là điều tiềm tàng khả năng thay đổi cả một cuộc đời. Sự lấp lửng từ An Nguy đặt vào Cát Phượng và thế khó xử, còn Kiều Minh Tuấn thì vẫn im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau những lùm xùm đó, khán giả vẫn nhớ rằng Kiều Minh Tuấn và An Nguy có nhiều cảnh quay tình tứ trong bộ phim điện ảnh Chú ơi đừng lấy mẹ con đang trong thời gian ra mắt. Liệu chuyện phim giả tình thật là có thật hay là sự hy sinh của rất nhiều người trong cuộc để phim hút thêm khán giả, tăng thêm doanh thu? Dẫu câu trả lời có như thế nào, có lẽ Cát Phượng vẫn là người phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ hơn. Còn khán giả nuối tiếc cho Kiều Minh Tuấn, đã vất vả đến thế để có được lòng tin, thay đổi vị trí để được yêu mến. Chẳng lẽ không còn cách nào khác hơn câu chuyện thay đổi tình cảm trước giờ phim ra rạp hay?